hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đã tái hiện với những phẩm chất tuyệt vời, đã góp công to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, tạo dựng lên truyền thống vẻ vang anh hùng bất khuất trong hậu đảm đang. Để tiếp theo chương trình là bài Lời Ru, nhạc và lời của Lê Minh do Kim Oanh thể hiện, Thúy Nga và Minh Thuận phụ họa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.